Truy cập ngay cửa hàng ruby.net với những vòng quay quay là trúng mà trúng mì toàn ạc khủng với kim cương. Và còn có ạc free fire siêu rẻ xài vào là có người yêu. Còn thêm cả mini game random thử vận may tham gia ngay để có cơ hội làm người yêu của chủ shop ạc. Các bạn đã biết tin gì chưa? Ngày hôm nay chúng ta đã đạt cột mốc 100k thành viên. Tôi đã chờ tới cái giây phút này lâu lắm rồi anh em ạ, chờ nó lâu lắm luôn rồi. Ngày hôm nay các bạn có thể thấy là 100k, không phải 100k mà là 100,3k thành viên. Và các bạn chúc tôi rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Nên là hôm nay reaction một cái video cho nó cháy nha anh em nha. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên là tham gia vào group Ruby Family của mình để có thể mà dìm mình, hoặc là dìm mình, thật là máy máy là gì. Và cũng đừng quên là hãy nhớ subscribe kênh Ruby TV để các em mà giúp mình lên được 1 triệu subscribe và ấm nút vàng về đêm để chiến chiến cho mọi người chơi nha. Bốc phép ít thôi. Còn bây giờ thì reaction để coi coi trong 100k hành vi như thế này mọi người đã đăng bài chúc mừng mình như thế nào luôn nhé. Đầu tiên là bài của bạn tên là Văn Văn Hào. Oh my god, là cái tên không có dấu. Trời trời, cái gì đây? Cái ảnh của Siro các bạn ơi. Hả, tôi về với Rudy. Oh my god, dễ thương thật sự luôn. Cảm ơn bạn Van Hock này nhiều nha. Hến kêu su mết. Trời, tiếp theo là của ông Nguyễn Hoàng Đơn. Trời ơi, ông này là hot nhất cái group, hot nhất cái kênh YouTube này của tôi rồi. Ghét rồi mà tôi ghi ớt xanh mà tôi lướt cái bà ông này hoài luôn đó. U là trời, vẽ xong bức này lâu rồi mà hết pin sập nguồn. Giờ mới đang được OTP cute. Oh my god, xinh thực sự luôn các bạn ơi. Không thể nào mà tôi ngờ nó xinh xẻo. Người ta gọi là xinh xẻo các bạn ạ. Cảm ơn bạn Cù Xỉnh. À bạn tên là Cù Xỉnh nhiều nha. Rồi nó tên Nguyễn Hàng Đơn thì bạn này lại không hết. Ok, tiếp tục nào. À cái này là tôi đăng hình đó. Nhìn người cũng đẹp trai. Tự ảo tưởng. Nhất cái đi chấm này rồi anh em à. Tới bạn tên là Hà Hủy. He he, lại là tôi đây. Oh my god. Ê cái này dễ thương vậy. Bạn này xinh nha, nhưng mà sao bạn này bả hay dễ nét mà bả không lên màu ta. Bạn mà có xem cái video này của tôi, có gì bạn lên mạng cho tôi xem thử với nha. Cảm ơn bạn Hà Hủy nhiều nha. Thank you so much. À quên, tim tim cho bạn luôn nha. Oh my chuối. OTP. Ui ui, bà này vẽ đẹp đấy nha. Ui ui, ui bà này nhìn vẽ xịn thực sự luôn các bạn ơi. Bạn này tên là Hiyaki Ayumi. Ok, cảm ơn bạn Hiyaki Ayumi nhiều nha. Thank you bạn. Ôi, nhưng mà mình không thích kiểu mà thiệt là tôi bảo là tôi là anh em với nhau, là mơ được cái ship mà kiểu hung thích với nhau. Thực sự là tôi Siro không có thích điều này các bạn ơi, nói hẳn là câu là vậy đó. Nên là cảm ơn bạn Hiyaki Ayumi nhiều nha. Có gì mình góp ý với bạn lần sau thì tụi mình chỉ tới kiểu nắm tay hay là sau đó thôi, chứ nói chung là tụi mình chỉ là anh em thôi nha các bạn ơi. Giờ hơi ship lố về tội nghiệp cái Siro cũng quạo lắm đó, tôi nói thiệt rồi. Hoàng Quân. Ok, tuy hơi xấu nhưng tấm lòng là tất cả. Đúng vậy, tuy hơi xấu nhưng tấm lòng là tất cả nha các bạn. Đúng, đúng. Quan trọng là tấm lòng, hiểu không? Quan nói quan trọng là tấm lòng anh em, thấy chưa? Ok ok, cảm ơn bạn Quân nhiều nha. Thank you Quân nha, cũng đời cũng sáng. Uầy, Linh Trương. Kết quả của việc ngồi cảnh ở trong lớp. Oh my god, bạn này dễ hero team các bạn ơi. Sai. Ai nhìn cái này cute thực sự luôn mọi người ơi. Ok, cảm ơn bạn tên gì kìa, Linh Trương nhiều nha. Thank you Linh Trương nha. Một ngày ở Bình Dương cùng hero team. Ôi ôi, bạn này dễ thương vậy. Ê cái này cute nè mấy bạn, cái này công nhận, cái hình này cute thực sự luôn mọi người ơi. Oh my chuối. Oh my god, thề luôn, dễ thương thực sự luôn mọi người ơi. Cảm ơn bạn Ami nè nhiều nha. Thank you Ami nha. Đây comment luôn nè, cute quá đi. Ok. Tiếp theo là của bà tên là Xuân Nhi chấm điểm ạ. À, trời ơi, coi bà vẽ tôi với Sigo nè. Trời ơi, hết sim ca nghe. Ok, Kim Anh Trần ác quỷ. Trời ơi, bà này vẽ tôi là ác quỷ các bạn ơi. Quay ấy nhìn nó cũng xịn xịn nha. Trời ơi, tôi ghi là đù. Ok, cảm ơn Kim Anh Trần nhiều nha. Và mai tu hi bao giờ mọi người hi Nguyễn Nhi. Rồi mất gì mày hỏi người ta là hôm nay mày hi, ngày mai mày hi, rồi mất gì để cái ảnh tôi như vậy. Trời ơi là trời, độc ác vậy chứ, biết rồi à. Sống kiểu gì kỳ quá trời luôn rồi, ác độc trời ơi là trời. Cái gì đây? OTP bạn bè của tôi, ship bạn bè
Một từ tả cặp bạn bè này. À, ý là bà này xếp tôi với cây con, anh cây con gamer, anh cây con gamer các bạn ơi. Rồi tôi nghe thử coi. Oh my god, ê, dễ thương nha. Dễ thương nha, ship bạn bè. Bạn này còn ghi, bạn này còn ghi là không tô xích ở đây luôn các bạn. Dễ thương nha, dễ thương nha. Oh my god. Oh my god, dễ thương bạn bè. Trời ơi, tôi còn có nhiều clip về anh cây con nhiều dễ thương lắm. Ok. Dễ thương dở. Đó. Ok. Em kêu bạn này nhiều nha. Lại là các bạn cù xỉn này nữa rồi. Trời, cái này bức này là tôi đã từng tin rồi các bạn ơi. Trời ơi, bạn là nhất. Ok. Trời ơi, xịn quá, xịn luôn các bạn ơi. Cảm ơn bạn này nhiều, nhưng mà này phải vẽ tôi nhiều lắm các bạn ơi. Vẽ quá trời vẽ luôn. Cái gì đây? OTB Real. Trời đất ơi, độc ác quá trời luôn nè. Hiêm cái video gì nè. Rồi cái gì đây video. Rồi độc ác quá trời, độc ác luôn. Trời, nhìn Sigo kìa. Rồi chúc mừng tôi 100k sub mà chúc vậy là không được rồi các bạn. Ok. Cảm ơn bạn Kim Anh Trần nhiều nha. Thank you Kim Anh Trần nha. Si ở chụp mình phải khác đúng rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhìn đẹp trai không đấy. Nhìn đẹp trai. Ôi dồi, đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai luôn. Trời ơi, nhìn đẹp trai thế nhờ. Ai mà nhìn như thế này. Ai mà nhìn là biết trai đẹp rồi các bạn ơi. Trai đẹp này ở Bình Dương. Happy 100k thành viên. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thanh Nhi nhiều nha. Đây có bạn chúc tôi 100k thành viên rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Rồi cái gì đây? Mời Lem Tâm Thanh hả? Đây là lúc tôi có gâu nè. Ủa sao mấy ông thích mê mấy cái muối bụng của tôi thế. Cái tệ. Tính ra bây giờ mình vẫn có muối nhưng mình không muốn show đâu. Show này kỳ lắm các bạn ơi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nếu như mà ghi còi đẹp trai, trai đẹp này là lúc bình thường thì lúc bình dương chứ. Bạn bị kinh rồi. Oh, Sammy nè, bạn này là kiểm duyệt ở bên group của tôi nha các bạn. Happy 100k thành viên, team trước cho bạn Sammy này luôn. Rồi. Ok, để xem cái video này bạn làm gì đây. Ui, bạn ấy chụp đúng cái số 99.990 đó. Oh my god, Sakmi có thể chụp được ngay cái khoảnh khắc mà cái rip của tôi đang sửa lại số 9999 luôn các bạn ơi. Oh my god, bà này đỉnh vậy. Nice. Oh my god, chụp ngay đúng cái khoảnh khắc mà đúng 10000 100k thành viên luôn. Đỉnh quá Sakmi ơi. Đỉnh Tuyên Dương bạn này luôn, đỉnh dạy tôi comment luôn nè. Đỉnh dạy. À, ok, thank you Sakmi nhiều nha. Thôi toàn chị ngu rồi. Do you marry me? Trời, tôi biết cái này là tôi. Đây là Sim này. Còn đây là tôi đang tỏ tình Sim và Karen đang cầm gậy phía sau kiểu. Ok, dễ thương, chịu. Cảm ơn bạn Kim Hư Nguyễn Ngọc nhiều nha. Ui, tới Kim Ngân rồi nè. Hôm nay ship Sim Ru nha mấy bà. Thôi, ship Sim Ru là chịu các bạn ơi. Mãi đỉnh. À, trời ơi, tim cho bạn này luôn. Ship Sim Ru là tôi chịu. Thank you Kim Ngân nhiều nha, Kim Ngân ơi. Ui, cục mochi màu tím và những người bạn. Ôi trời, này dễ thương nè. Để tôi tim nha các bạn. Đây, tôi tim trước nè, đó. Ui ôi, hề luôn bạn này dễ thương quá chừng cu te. Thật sự luôn cái nét này của bạn này dễ cực kỳ. Trời ơi, dễ thương. 10 điểm nha. Này tôi chấm là 10 điểm, bức này là 10 điểm nha mọi người. Trời ơi. Ê, tôi rất là ghét tiểu cường với con ếch con nhện rồi. Bà này bà vẽ hết cho tôi mấy con này luôn đây luôn các bạn ơi, ác thiệt chứ. Độc ác thật sự luôn, chưa bao giờ thấy ai độc ác như bà này luôn. Nhưng mà dễ thương, chịu 10 điểm nha. Cảm ơn bạn này nhiều nha. Tùng Thanh bỏ cay cưới em đi chị. Đúng vậy em ơi, em phải như vậy. Dễ thương quá trời. 10 điểm. Trời ơi, 10 điểm. Nói chị có chuẩn. À, 10 điểm. Nói chị có chuẩn luôn các bạn ơi. Cảm ơn Tùng Thanh nhiều nha. Thank you Tùng Thanh nha. Nguyễn Thị Thanh Nhi, Ruby Nguyễn Sành, em yêu chị nhiều lắm. Em yêu mà em vẽ cái bức. Trời ơi, nói chung thì nhìn cũng đẹp trai. Nói chung là 10 điểm. Được. À, dễ thương, chịu. Cảm ơn Thanh Nhi nhiều nha. Trời, rồi mất gì vậy? Tao cái một gùi là sao vậy? Ủa, còn có một gùi cái này. Vậy mà hay biết thầy có chứ. Người ta có một gùi đâu, tự nhiên him cho người ta cái một gùi là sao vậy? Nhưng mà không được 10 điểm. Ok, cảm ơn Thanh Nhi nhiều nha. Thank you Thanh Nhi nha. Kim Anh Trần tặng chị. Oh my god. Ê, đẹp nha Kim Anh, 10 điểm nha. Đây, tim cho em luôn nè. Hả, tim cho em.
xanh xanh. Cảm ơn Kim Anh Trần nhiều nha. Thank you baby nha. Trời ơi, bà nào ác độc mà để hình Sigo vậy, coi thấy ghét không nè, nhìn ống nè. Thấy gớm không? Thấy gớm không? Trời ơi, ác độc thực sự luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì nãy giờ tôi đã reaction được rất là nhiều rồi. Thực ra còn bây giờ còn rất là nhiều bài để cần reaction. Nên là bạn nào muốn tôi làm tiếp tục series Ruby và những người bạn ở trong Rip Ruby Valley để mình có thể reaction. Và lần sau các bạn nhớ hãy vẽ mình chế mim mim nè, dễ thương thứ 6 là mình sẽ reaction. Mình sẽ lựa những bài để reaction nha. Tại vì bây giờ bên rip của tôi nhiều quá rồi, tôi phải lựa chọn để thư reaction nha các bạn ơi. Ok chưa, tôi sẽ không lướt nữa nha mọi người. Ok, thì chính là cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thấy video hay, nhớ like, share, subscribe và nhấn cái chuông nhỏ để những điều nhất thông báo từ kênh của mình nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình cho tới từ bây giờ nha. Và cảm ơn các bạn đã tham gia Rip Ruby Family của mình để mình có thể đạt lên được 100k thành viên. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you các bạn, yêu mọi người nhiều.